đấy. Chuyển được tấn công quá mạnh của Engo khi cho cô Walker hoàn toàn không thể cứu bóng. Dù cho kết quả như nào thì chúng ta vẫn rất hay được chứng kiến cái nụ cười của thầy Klopp. Cá tính rất đặc trưng tại giải đá bóng Anh những năm qua. Và thực sự sẽ là tiếc nuối đối với những fan của Premier League khi mà vị diễn ra xuất sắc về Đức không còn đồng hành cùng với chúng ta ở giải đấu có thể coi là hấp dẫn hành tình. Sẽ thiếu đi một cá tính, một bản sắc của thầy Klopp. Chắc chắn là Liverpool cũng sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế. Luis Diaz, là Diaz. Diaz cầm bóng rất dẻo. Trải thứ hai cho Magalister. Tammy Elliott. Gomez xuống đây. Đá thẳng vào vị trí mà Pejovic đã chờ sẵn. Triển khai khá mạch lạc của giờ cô. Cú phạt kết thúc thì nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Tám mươi rồi. Bàn thắng vẫn chưa tới anh em ạ. Và thế này thì dễ hai đội bước vào hiệp phụ lắm. Và bị Elliot. Chuyển công thành công.